Là tôi ghi bé Châu. Nói bé Châu mà. Chỉ có chị Châu. Diễn viên điện ảnh kia đúng không? Đúng. Đây là diễn viên điện ảnh bé Châu nha. Dạ. Tôi nghe người ta đồn vậy đó. Ngân Châu. Ngân Châu. Giờ đi, giờ kia sống điểm rồi. Sống rồi, sống rồi. Ở đây hả? Đây là nghệ sĩ Ngân Châu, diễn viên Ngân Châu. Rồi. Cũng thế nè, cũng thế cái tên nè. Có nhiệt tình chút đi. Kỳ hay luôn. Thì hôm nay thì có dịp sẽ trực tiếp cô chú anh chị xem nghệ sĩ Tấn Giao hát của chú anh chị. Con quà nặng thế tha đi mất rồi anh hai ơi, làm sao mà kiếm được khủ vàng về cho con về. Rồi. Tấn Giao rất là vui. Nhớ anh nhớ, mình đã chở anh hai nặng quá. Bây giờ nó mới rớt xuống biển. Thấy không? Nếu mà anh hai mà chở lên vàng ít á thì nó lọt xuống biển. Thôi, nếu mà cái tướng anh mà nếu anh chở là Dũng Nhí thì nó sẽ tướng Dũng Nhí là Dũng Nhí là không bị rớt tại cái tướng của anh nó béo. Bởi vậy là Dũng Nhí nó vừa thấp. Thấy không? Mà nó vừa nó giác không nổi vàng nữa. Bởi vậy thành ra nó rất ít, thành ra con quạ nó không bao giờ rớt xuống biển. Bữa đó anh lựa lật trận con quạ nó nếu con quạ được nó mới rớt. Quạ cái không bao giờ nó rớt. Vậy là anh vậy đủ rớt con quạ nó không qua được. Đúng mưa anh. Nó mới lật lên, nó mới lật thì lọt xuống biển. Cái này không phải hệ của cuối, không phải hệ. À không phải hệ. Anh đi cái ai? Dẫn anh. Dạ, yeah, ngồi cắm anh. Ờ, okay. Thì xíu rồi. Giờ là hết, đang đăng kiểm cho nó. Tự chạy, tự sửa là tự... Đúng rồi, nói chung là bây giờ phải xăng nhớt rồi phải xúc tử rồi. Phải vô dòng, vô mỡ rồi phải thường xuyên. Không? Sáu mấy rồi. Ờ, hơn sáu mấy năm rồi. Lấy cái gì mấy cái mà đi về. Đầu cai một đen tạo mày với dân tập chạy mà. Mẹ nó đẹp như thế nào, đứa có họ có được mặt anh bấm qua trong một đó. Một đơn. Phương nào? Đại diện thằng trai tới. Không, không. Kìa, kìa, kìa. Chúa, đại diện thằng trai tới. Đại diện thằng trai tới. Trời, anh Long tới.
lắm. Anh nằm với lại vô đi. Rồi nhìn em nè, tập trung nè. Đã nhìn ơi. Em đứng lại nằm xíu. Đứng lại cho em. Rồi. Cho anh nằm đứng lại tám nữa nè. Chưa nha. Có ăn con. Rồi, năm thì em vô 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi xuống. Rồi đẹp luôn. Rồi nhìn lứt nè. Con năm ơi. 1, 2, 3, 4, 3 con. Ương à. Đẹp. Rồi vô luôn. Rồi nhìn em. Có anh năm tới là bắt đầu máy hình hoạt động rồi đó. Đâu Tấm Nhiên rồi. Khoan. Mà nhà đi, lên chưa. Rồi, đại lần cưới. Rồi, đúng. Rồi, có luôn. Rồi. Rồi, nhìn anh đây. Đúng rồi. Ui nha. Nhìn em đây, nhìn em dưới đây, Rồi nhìn cái kia sao. Rồi, tươi. Rồi, còn nhìn đây. Khoan, chưa. Rồi, vô nhảy vô chụp cái năm chú năm luôn, còn năm. Rồi, anh Tám vô anh Tám. Rồi, khoan nhìn em nha. Rồi, nhìn em nè, 1, 2, 3, cưới nha, lại cho mình ơi. Ok. Quá đẹp. Rồi, nhìn em nha. Từ nha, đây. Cưới. Năm ơi, năm. Đây là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn nha. Đây nè anh trên đầu nè. Đè luôn, đè luôn đi. Đè luôn, tại vì anh chuẩn sĩ anh đó. Có tiền không? Tay em lắm.
bỏ trước đây là dạ 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 Thôi, đừng.